Bao nhiêu người hâm mộ Inter Milan còn nhớ khoảnh khắc kinh điển này? Không, phải nói là điên rồ mới đúng. Sau cú đá phạt của Wesley Sneijder, bóng văng ra trước vòng cấm, nơi một chàng trai đang đứng lù lù như Chu Bin. Sau 3 nhịp tâng bóng điệu nghệ, anh tung ra cú vuốt bóng tuyệt đẹp. Bóng đi vào góc xa khiến cho người nhện Buffon hoàn toàn bó tay. Bàn thắng ấy đã khai thông thế bế tắc cho Inter Milan, qua đó mở ra chiến thắng 2-0 và giúp Nerazzurri đòi lại ngôi đầu bảng từ tay của AS Roma. Cho đến tận ngày hôm nay, khoảnh khắc ngoạn mục trên sân Giuseppe Meazza ấy vẫn in sâu trong tâm trí những người hâm mộ Inter Milan. Họ vẫn đang khắc khoải về một siêu hậu vệ biên toàn năng, người không chỉ thủ tốt, công hay mà còn luôn biết cách tạo nên những giây phút không tưởng như vậy. Anh chính là Maicon Cicenando. Pha lập công trên đã thể hiện được đầy đủ tinh hoa của một hậu vệ biên người Brazil, kỹ thuật, sự ngẫu hứng và bùng nổ. Câu chuyện về những cơn lốc hành lang của bóng đá xứ sở Samba vốn dĩ đã trở thành thương hiệu với hàng loạt tên tuổi chứ danh từ quá khứ cho đến hiện tại. Và Maicon chắc chắn là một trong những cái tên kiệt xuất nhất. Nhìn Maicon, một gã thanh niên đầu đội trời họa mi đạp đất trong những năm tháng tại Inter Milan, thì có lẽ là không ai nghĩ được rằng anh có một tuổi thơ khá dữ dội. Năm lên 10 tuổi, anh bị gãy chân trong một vụ tai nạn giao thông, rồi sau đó còn bị hàng loạt các câu lạc bộ trẻ từ chối vì thân hình như bộ xương di động. Sau khi hốc đủ thứ dinh dưỡng, thì cơ hội mới đến với Maicon tại câu lạc bộ Criciúma. Ban đầu anh đá số 10, sau đó chuyển sang chấn giữ cánh phải của hàng thủ 4 người, bởi ban huấn luyện cho rằng vị trí này phù hợp hơn với một cầu thủ có thân hình nhỏ con. Tuy nhiên, mãi tới năm 23 tuổi, Maicon mới bắt đầu nhận được sự chú ý khi trở thành trụ cột của Cruzeiro. Được gọi là đội tuyển Brazil tham dự Copa America 2004, giải đấu mà các vũ công Samba đã lên ngôi vô địch. Nhận thấy tiềm năng của Maicon, AS Monaco mũi thính như cảnh khuyển đã phát hiện và mang anh về vào mùa hè năm 2004. Ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, Maicon đã tiến bộ nhanh như cách người yêu cũ trở mặt, đặc biệt là kỹ năng phòng ngự. Để rồi chỉ sau 2 mùa giải trên đất Pháp, Maicon đã đến với Inter Milan, một trong những câu lạc bộ hàng đầu của Serie A. Đó là thời điểm mà bước ngoặt của bóng đá Italia cán cân quyền lực thay đổi do scandal Calciopoli. Tận dụng việc Juventus xuống Serie B, chủ tịch Massimo Moratti vung tiền chiêu mộ hàng loạt ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira. Ngoài ra, nhà vô địch thế giới Fabio Grosso cũng cập bến San Siro. Vì vậy, không nhiều người chú ý đến Maicon, cái tên thậm chí không xuất hiện ở kỳ World Cup 2006 trên đất Đức. Maicon ban đầu được đưa về chỉ để dự bị cho đội trưởng Javier Zanetti, nhưng huấn luyện viên Mancini ngay lập tức nhìn thấy tiềm năng lớn của cầu thủ người Brazil. Maicon dần có một suất trong đội hình xuất phát, đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải và buộc Zanetti phải chuyển sang cánh trái hoặc là được đẩy lên hàng tiền vệ. Kết quả, Inter lập kỷ lục khi giành chiến thắng liên tục 17 trận, trực tiếp đoạt danh hiệu Scudetto và mở ra triều đại thống trị Serie A của Nerazzurri. Trong những năm tháng ấy, Maicon cứ hùng hục như trâu rừng động dục. Anh liên tục chạy và chạy khiến cho đối thủ phải toát hết mồ hôi phao cầu. Ngoài việc phòng ngự tốt và bước chạy mạnh mẽ, Maicon còn sở hữu những quả tạt chính xác cùng với hàng loạt cú sút chết chóc từ bên ngoài vòng cấm. Trên khán đài, các Interista cảm thấy phấn khích. Họ liên tục hát vang, Maicon mạnh đến mức nào? Maicon mạnh như thế nào? Dẫu vậy thì tài năng của Maicon lúc bấy giờ ít nhận được sự công nhận, thậm chí là ngay tại chính quê nhà Brazil. Sau Marcos Cafu thì người ta cho rằng Dani Alves, người đang chơi rất hay trong màu áo của Barcelona, mới là cái tên kế thừa xứng đáng nhất vị trí hậu vệ phải. Thế nhưng đến khi Confederations Cup diễn ra, tất cả đã phải nghĩ lại. Sau khi Alves mắc nhiều sai lầm trong thắng lợi 4-3 của Brazil trước Ai Cập, huấn luyện viên Carlos Dunga lập tức có sự điều chỉnh, đưa Maicon vào đội hình xuất phát và sự thay đổi đó đã mang lại hiệu quả không ngờ. Brazil dễ dàng giành thắng lợi 3-0 trước Mỹ ở trận đấu thứ hai. Maicon đóng góp một kiến tạo cho Felipe Melo mở tỷ số ở phút thứ 7 và tự mình lập công ở phút thứ 62 với một cú ra chân ở góc rất hẹp. Chỉ với trận đấu ấy, huấn luyện viên Dunga đã biết rằng Maicon mới chính là mảnh ghép hoàn hảo của đội tuyển Brazil. Đội bóng vàng xanh xuất sắc giành chức vô địch và Maicon đã chứng minh rằng anh xứng đáng có một vị trí chính thức trong thành phần Seleção. Maicon không có sự mềm mại và kỹ thuật như Dani Alves, thế nhưng ở hậu vệ sinh năm 1981 này có một sự toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Điều mà Carlos Dunga luôn cần. Sau khi tỏa sáng tại Confed Cup 2009, Maicon tiếp tục chơi tuyệt hay trong màu áo của Inter Milan ở mùa giải 2009-2010. Anh trở thành miếng ghép quan trọng bậc nhất trong hành trình giành cú ăn ba thần thánh của Inter ở mùa giải năm đó. So với một Christian Kivu vốn chơi thiên về phòng ngự bên phía đối diện, thì Maicon chính là chìa khóa mang đến sự biến ảo
và linh hoạt cho bộ tứ vệ của Mourinho. Ngay cả khi Inter dưới thời người đặc biệt là một cỗ máy chuyên phòng ngự phản công, thì cầu thủ người Brazil vẫn có cơ hội phát huy trọn vẹn những tố chất của mình nhờ vào sự bền bỉ, chuẩn xác trong phòng ngự và những khoảnh khắc bùng nổ khi tham gia tấn công. Chắc hẳn là không ai quên được siêu phẩm theo phong cách cầu mây của Maicon vào lưới của Juventus vào ngày 16 tháng 4 năm 2010 để mở ra chiến thắng cực kỳ quan trọng cho Nerazzurri. 4 ngày sau, Maicon tiếp tục rực sáng, một pha xâm nhập vòng cấm bất ngờ rồi dứt điểm tung lưới Victor Valdes trong chiến thắng 3-1 của Inter trước Barca tại bán kết lượt đi Champions League. Như một điều tất yếu, Maicon chính là sự lựa chọn hàng đầu ở vai trò hậu vệ phải của đội tuyển Brazil trong kỳ World Cup 2010. Ở trận đấu đầu tiên gặp Triều Tiên, các học trò của Dunga đặt mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng thật đậm. Tuy nhiên, đại diện châu Á đã khiến Brazil trải qua những giây phút thật sự khó khăn và bế tắc. Để rồi một lần nữa, Maicon đã lên tiếng với một khoảnh khắc điên rồ. Từ đường truyền dọc biên của Elano, Maicon băng nhanh xuống. Khi quả bóng xuốn sát đường biên ngang, anh bất ngờ tung cú sút rất mạnh bằng má ngoài chân phải. Bóng đi xuyên qua khe hở giữa thủ môn Ri Myung-guk với cột dọc. Bàn thắng nó đẹp đến nỗi khi quả bóng đã nằm gọn trong lưới thì nhiều người hâm mộ vẫn nghĩ rằng mình vừa hút phải keo chó. Ngoạn mục, không tưởng, tuyệt tác là những mỹ từ mà báo chí thế giới đã dùng để ca ngợi bàn thắng của Maicon. Nó gợi nhớ lại tuyệt tác của Roberto Carlos từng ghi được vào lưới của đội tuyển Hà Lan năm 1999, hay của Marcos Cafu, tiền bối của Maicon ở vị trí hậu vệ phải, từng ghi vào lưới Udinese năm 2008. Sau thành công vang dội trong năm 2010, Maicon đã được bình chọn là hậu vệ hay nhất năm của UEFA, về thứ 17 trong cuộc bình chọn quả bóng vàng. Đó chính là thành tích cao nhất mà anh đã từng đạt được trong sự nghiệp. Điều đáng tiếc là chỉ ngay sau mùa giải thăng hoa nhất trong cuộc đời, Maicon đã nhanh chóng sa sút phong độ một cách đầy khó hiểu. Mùa giải 2010-2011, ngôi sao người Brazil bị Gareth Bale của Tottenham hành hạ tới mức trở thành thảm họa ngay trên sân nhà tại Champions League. Để rồi kể từ thời điểm ấy, cũng chính thức đánh dấu cho sự thoái trào của một siêu hậu vệ bá đạo của Inter Milan. So với nhiều ngôi sao khác, Maicon đã có cho mình một sự nghiệp tương đối dài lâu, nhưng giai đoạn đỉnh cao thì lại ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Điều đó vô tình lại càng khiến cho những khoảnh khắc bất tử mà cựu danh thủ người Brazil từng mang đến cho thế giới túc cầu trở nên quý giá hơn, bên cạnh sự nuối tiếc mà người ta dành cho anh trong những năm tháng vàng son của cuộc đời. Có lẽ, một ngày nào đó, khi bất kỳ ai được chứng kiến những thước phim cũ kỹ về Inter Milan trong mùa giải ăn ba thần thánh hay đội tuyển Brazil ở kỳ World Cup năm 2010, tất cả sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc khi chứng kiến siêu phẩm như môn cầu mây tung lưới của Buffon hay cú sút từ góc không tưởng cháy lưới Triều Tiên. Người đó không ai khác chính là siêu hậu vệ lừng danh Maicon Douglas Cicinando. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.